vào chỉnh máy vắt sổ này, tắt cái nâng chân vịt hay là không nâng bằng cận gót này, ấn vào P này, đẩy lên B19 này, OK, một là bật này, ấn OK, ấn P trở ra này, đây, dặn gót là nâng chân vịt đây, ấn lì B này, muốn tắt đi này. OK, ấn B19 lên OK này, để không là tắt này. Ấn OK, ấn B trở ra này. Đấy, đoạn nó gót nó không được nữa. Ấn lì P này. Và B19 này, ấn OK này. Bật lên 1, ấn OK, ấn P trở ra. Là chân vịt lại nâng lên này. Bật tắt nâng chân vịt này.